Thưa quý vị, ngày 28 tháng 8, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam Vietcom và mạng lưới các cơ sở đào tạo thương mại điện tử Vietcomnet với sự hỗ trợ của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã tổ chức buổi lễ phát động cuộc thi sinh viên kinh doanh số năm 2024. Theo báo cáo đào tạo thương mại điện tử 2022, nhiều trường đại học đã đề xuất tổ chức cuộc thi quy mô toàn quốc cho sinh viên ngành thương mại điện tử, kinh tế số và các ngành liên quan. Thông qua cuộc thi, sinh viên có cơ hội vận dụng các kiến thức học tập vào thực tiễn kinh doanh số, nâng cao kỹ năng làm việc nhóm và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo. Năm 2024, cuộc thi quay trở lại và hứa hẹn sẽ có nhiều màn tranh tài hấp dẫn giữa các đội thi với 4 nội dung thi: bán hàng online, digital marketing, ý tưởng kinh doanh số, thương mại điện tử xanh, giảm nhanh rác thải nhựa. Cuộc thi sinh viên kinh doanh số 2024 không chỉ là cơ hội để sinh viên tiếp cận với thực tế thương mại điện tử và kinh tế số, mà còn mang đến cơ hội đào tạo chuyên sâu với sự hướng dẫn của các chuyên gia hàng đầu trong ngành. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị số 29 CTTTG ngày 27 tháng 8 năm 2024 về việc kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường trong nước. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành, các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp tập trung triển khai một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như phải sớm đưa vào vận hành các công trình, dự án đầu tư tạo năng lực sản xuất mới, khơi thông thị trường trong nước, có chính sách khuyến khích tiêu dùng, khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực mà sản xuất trong nước có thế mạnh, có năng lực sản xuất và thị trường trong nước có nhu cầu. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm gắn kết giữa sản xuất với phân phối hàng hóa, tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị hàng hóa, tổ chức các chương trình khuyến mại trên phạm vi vùng và toàn quốc, phối hợp với các địa phương tăng cường các hoạt động kết nối cung cầu, phân phối các sản phẩm OCOP, đưa hàng hóa tới các địa bàn vùng sâu vùng xa, các khu công nghiệp để kích cầu tiêu dùng. Theo số liệu thống kê mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, tăng trưởng tín dụng tính đến giữa tháng 8 này đã tăng 6,25% so với cuối năm 2023. Trước đó, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ngân hàng đến hết quý 2 năm 2024 đạt 6,1%, nhưng đến cuối tháng 7 chỉ còn tăng 5,66% so với cuối năm 2023. Như vậy, tín dụng đã phục hồi trở lại vào nửa đầu tháng 8. Nhu cầu vốn của doanh nghiệp khôi phục vào mùa kinh doanh cuối năm sẽ là những yếu tố thúc đẩy tăng trưởng tín dụng thời gian tới. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14-15% cả năm của Ngân hàng Nhà nước có thể hoàn thành. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng không tăng trưởng tín dụng bằng mọi giá mà phải chú trọng vào chất lượng. Kính thưa quý vị, trong bối cảnh ngành dệt may Bangladesh gặp khó do tình trạng bất ổn ở nước này vẫn tiếp diễn, các chuyên gia dự báo ngành dệt may Việt Nam và Ấn Độ sẽ được hưởng lợi nhờ dịch chuyển dòng đơn hàng. 80% thị phần của doanh nghiệp này là dành cho xuất khẩu. Do đó, với kinh nghiệm đã xuất khẩu cho hơn 60 thương hiệu tại nhiều thị trường lớn như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, nên ngay khi nhận thấy cơ hội từ thị trường Bangladesh, doanh nghiệp này đã chủ động nắm bắt. Thế nhưng, thách thức lớn nhất lúc này lại là phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn và các quy định liên quan tại những thị trường xuất khẩu lớn. Trong cái thị trường xuất khẩu thì chúng tôi đánh giá là mặc dù với cái nỗ lực như vậy thì việc đầu tiên là chúng tôi phải tập trung là đầu tư mạnh mẽ vào cái nguồn nhân lực. Với một cái đội ngũ hiện nay chúng tôi có khoảng 80 người cán bộ là làm về thị trường xuất khẩu. Trong những năm qua chúng ta thấy sự trỗi dậy rất lớn của Bangladesh về cái câu chuyện họ đầu tư rất lớn cả nội lực và ngoại lực cho cái việc là sản xuất xanh và phát triển bền vững. Thì Việt Nam của chúng ta hiện nay thì các doanh nghiệp cũng đã nhận thức ra điều này. Tương tự với doanh nghiệp này, để đáp ứng lượng đơn hàng đã lấp đầy đến cuối năm trong bối cảnh chịu áp lực cạnh tranh về đơn giá chưa cải thiện trong 2 năm qua, doanh nghiệp đã chọn thay thế bằng quy trình sản xuất tự động hóa để tiết kiệm chi phí. Tăng cường cái tính chất tự động hóa để giảm cái sự vất vả của người lao động trong cái quá trình mà thực hiện cái sản phẩm dệt may. Thì quá trình này làm cho năng suất lao động của ngành dệt may Việt Nam nói chung trong 10 năm qua thì tăng khoảng độ gần gấp đôi nhờ các cái quá trình tự động hóa và số hóa. Bangladesh là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của Việt Nam. Trước mắt sẽ có một số lợi thế cho dệt may Việt Nam khi ngành dệt may của Bangladesh gặp khó. Vấn đề lúc này là các doanh nghiệp nên đưa ra mức giá cạnh tranh, bảo đảm chất lượng và các sáng kiến về môi trường để trụ vững tại thị trường mới. Bangladesh là một trong những cái đối thủ cạnh tranh khá là khốc liệt đối với Việt Nam trong cái thị trường dệt may toàn cầu và đặc biệt là ở châu Âu. Và đây là một trong những cái, có thể nói là một trong những cơ hội đối với Việt Nam, ít nhất là trong vòng khoảng 5 năm tới đây. Chúng ta có thể tranh thủ để mà chiếm lĩnh thị trường, rồi hoàn thiện các cái yêu cầu về mặt xanh của châu Âu.
thì chúng ta có thể giành được cái lợi thế tuyệt đối so với Bangladesh. Tác động của cái xung đột địa chính trị tác động rất lớn, nhưng mà thực ra mà nói là đây là một cái thách thức khó khăn rất lớn cho ngành dệt may chúng tôi. Bởi vì họ đưa ra cái chiến lược về dệt may bền vững thay thời trang bền vững cho thời trang nhanh. Để chúng ta biết là thời trang nhanh trước đây thì sản xuất tiêu dùng thải bỏ rất là nhanh chóng. Cần phải nhấn mạnh thêm rằng năm 2024, xuất khẩu của nhóm hàng dệt may dự kiến tiếp tục tăng trưởng 10%, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 44 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, khi sản xuất thay đổi, chất lượng đáp ứng yêu cầu của các nhà nhập khẩu lớn thì dệt may vẫn là nhóm hàng hóa có lợi thế của Việt Nam để đạt các mục tiêu tăng trưởng đề ra. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 255 về việc thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát sau tháng cuối năm 2024. Kế hoạch nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GDP năm 2024 đạt 6,5-7%, đồng thời kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng CPI dưới 4%. Ủy ban Nhân dân thành phố giao các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ đề ra tại kế hoạch này, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban Nhân dân thành phố về việc triển khai kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ được giao, đồng thời yêu cầu xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, phân công rõ tập thể và cá nhân có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra đôn đốc thực hiện, xác định rõ lộ trình thực hiện và thời gian hoàn thành, chế độ thông tin báo cáo cụ thể, đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, kịp thời rút kinh nghiệm điều chỉnh bổ sung, phát huy tinh thần chủ động, tích cực, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, đảm bảo linh hoạt, kịp thời, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành, phối hợp đồng bộ các cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thị trường. Kính thưa quý vị, trong những năm gần đây, việc lựa chọn các mặt hàng made in Việt Nam đã và đang trở thành xu hướng tiêu dùng của người dân thủ đô. Chính vì vậy, thành phố đang chú trọng đẩy mạnh chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam để những mặt hàng Việt chất lượng có thể đứng vững trên thị trường Hà Nội nói riêng và ở trong nước nói chung. Và để hiểu rõ hơn, mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây. Tại nhiều siêu thị cửa hàng bán lẻ hiện nay, có thể thấy hàng Việt chiếm 80-90% trên tổng số hàng hóa. Người tiêu dùng Việt đã thay đổi phong cách mua sắm, không còn tâm lý xính ngoại khi hàng Việt ngày càng chất lượng, giá cả ổn định, mẫu mã phong phú đa dạng. Chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam luôn được thành phố chú trọng đẩy mạnh để những mặt hàng Việt chất lượng đứng vững trên thị trường. Những cái hoạt động trong kế hoạch của thành phố để quảng bá tuyên truyền, giới thiệu những cái sản phẩm hàng Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng như là trên các tỉnh thành trên cả nước. Thì sự kiện có những hoạt động trong đó thì tuần hàng Việt năm 2024 được thực hiện là một trong những cái sự kiện nhằm cái việc là hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc thúc đẩy sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh việc hỗ trợ các doanh nghiệp Việt tạo đầu ra cho sản phẩm, công tác truyền thông quảng bá để người dân biết đến và tiêu dùng sản phẩm Việt rất quan trọng. Trước bối cảnh nhiều doanh nghiệp Việt, đặc biệt là những doanh nghiệp nhỏ và vừa, còn cảm thấy khó khăn trong việc giới thiệu sản phẩm, hoạt động này chắc chắn sẽ giúp các sản phẩm Việt chất lượng được nhiều người biết đến, góp phần tăng doanh số bán hàng. Công tác truyền thông cho doanh nghiệp nó là vô cùng quan trọng. Nó không những là giúp cho hoạt động marketing trở lên tốt hơn mà nó giúp cho quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp cũng như của công ty được đến với công chúng một cách minh bạch và rõ ràng hơn, từ đó thì gia tăng hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Năm 2024, Sở Công Thương Hà Nội đã xây dựng nhiều chương trình kích cầu, tổ chức các hội chợ để quảng bá các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, nông sản thực phẩm, sản phẩm ô cốp, hỗ trợ doanh nghiệp Việt tìm đầu ra cho sản phẩm. Để củng cố niềm tin của người tiêu dùng thì nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các sản phẩm, xây dựng thương hiệu, cải tiến mẫu mã cũng là những yếu tố rất quan trọng. Bên cạnh kênh bán hàng truyền thống, việc đẩy mạnh quảng bá hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử, cập nhật kiến thức bán hàng mới để tăng doanh số, tiếp cận lượng lớn khách hàng khắp cả nước cũng là điều cần làm. Theo danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu đô thị đợt 3 trong kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025, Hà Nội có 85 dự án đã thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư và 6 dự án nhà ở xã hội. Cụ thể, có 36 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị đợt 3 đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.
trong đó 10 dự án đang triển khai dự kiến hoàn thành giai đoạn 2021-2025, 26 dự án dự kiến hoàn thành giai đoạn sau 2025. Ngoài ra có 85 dự án đang thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư. Đáng chú ý có 6 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động rà soát, tham mưu, đề xuất, báo cáo thành phố, xem xét giải quyết theo quy định đối với các dự án thuộc trường hợp được tiếp tục triển khai hoặc không đủ điều kiện để thực hiện. Đồng thời gửi Sở Xây dựng để định kỳ 3 tháng một lần tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, xem xét quyết định cập nhật hoặc đưa ra khỏi danh mục dự án đính kèm kế hoạch theo quy định. Phấn đấu đón 19 triệu lượt khách trong nước và quốc tế trong năm 2024, tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng nhiều sản phẩm mới đa dạng, trải nghiệm cho du khách. Đặc biệt dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sắp tới, các điểm đến trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã chuẩn bị chu đáo mọi mặt, sẵn sàng đón lượng khách lớn đến tham quan trải nghiệm dịp nghỉ lễ khép lại mùa du lịch hè. Ra mắt cuối tháng 5 năm 2024, hành trình di sản là một trong số 11 sản phẩm du lịch mới của khu vực Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long. Với lợi thế đó, đơn vị du lịch này đã xây dựng nhiều phương án nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, kích cầu du lịch, gia tăng trải nghiệm tại các điểm đến truyền thống, đồng thời đẩy mạnh quảng bá giới thiệu về các giá trị, vẻ đẹp của Vịnh Bái Tử Long, vườn quốc gia Bái Tử Long. Thì vào những ngày cao điểm thì chúng tôi ngoài cái việc là tổ chức đào tạo, huấn luyện và training, đồng thời là sẽ đưa thêm các nhân sự phục vụ trong khách sạn xuống phục vụ dưới du thuyền để đảm bảo đúng các yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ. Đồng thời chúng tôi cũng chuẩn bị thêm các phương tiện từ việc bảo dưỡng, bảo trì thêm các phương tiện để đảm bảo là hoạt động tốt và tối đa trong hoạt động trong thời gian đó. Thì chúng tôi đã xác định là sẽ chiên với tất cả các khách hàng khi tham gia hành trình di sản và chúng tôi đã quyết tâm là đưa một chương trình kích cầu là giảm tới 18% cho các khách hàng đặt trước và khởi hành vào các ngày từ mùng 2 tháng 9, tức là từ ngày 15 tháng 8 cho đến hết ngày 30 tháng 9. Đây là một chương trình khuyến mại lớn để dành cho những khách có thêm các cơ hội để trải nghiệm cái giá trị di sản Vịnh Long trong ngày Tết độc lập. Các dịch vụ tại quần thể và danh thắng Yên Tử gần như đã được đặt kín chỗ, từ dịch vụ nghỉ dưỡng đến tour tham quan hệ thống đền chùa tại Yên Tử. Để đảm bảo du khách có trải nghiệm du lịch chất lượng, an toàn, các đơn vị, ban quản lý các điểm đến trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án phục vụ lượng lớn du khách về đây trong kỳ nghỉ lễ. Trong 4 ngày nghỉ, chúng tôi dự kiến lượng khách về với điểm đến Yên Tử thì cũng phải trên 1 vạn khách. Chúng tôi đã có những kế hoạch chi tiết về đường đi lối lại, biển báo, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, đặc biệt là cái sự an toàn cho du khách. Thì hiện nay là 4 cái hệ thống cáp treo của chúng tôi đã đảm bảo là vận hành trơn tru, rồi lực lượng xe điện thì cũng đã trên 40 cái xe điện. Thì tất cả cái phương tiện đó, rồi 4 cái nhà hàng của chúng tôi đã sẵn sàng phục vụ du khách. Thì đảm bảo rằng là trong cái dịp lễ mùng 2 tháng 9 này, đông nhưng không bị tắc, đông nhưng không bị nghẽn. Thì với cái phương châm là cái chất lượng dịch vụ là trên hết. Cái thời gian tới đây thì để chuẩn bị cho các cái ngày lễ, đặc biệt là dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thì trên địa bàn thành phố cũng đã chỉ đạo các cái phòng ban chuyên môn tăng cường các cái công tác tuyên truyền để thực hiện cái việc chuẩn bị tốt các cái điều kiện về cơ sở vật chất tại các điểm du lịch cũng như là các cái di tích danh thắng của trên địa bàn của thành phố Cẩm Phả. Và đặc biệt là tới đây thì ở khu vực dự án của TTP thì cũng đã có cái chương trình văn nghệ để chuẩn bị cho chào mừng cho dịp 2 tháng 9. Ngoài các chương trình khuyến mãi của các đơn vị du lịch lữ hành, dịp này tỉnh Quảng Ninh cũng tổ chức nhiều hoạt động vui chơi như lễ hội thuyền buồm, dù bay, mô tô nước, vượt sóng Hạ Long năm 2024 và lễ hội kinh khí cầu, thành phố di sản, sắc màu Hạ Long. Những hoạt động này vừa giúp tôn vinh các lễ hội truyền thống, phát triển các lễ hội mới, vừa đáp ứng nhu cầu vui chơi của người dân, qua đó từng bước hình thành thương hiệu cho các lễ hội văn hóa du lịch riêng có của thành phố bên bờ di sản. Và những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin đầu tư và kinh doanh ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.